Sáng nay, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, điều động bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Đại Đồng, Trưởng phòng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Đại Đồng, Trưởng phòng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, sinh năm 1979, quê quán Ba Vì, Hà Nội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, Ban Giám đốc Công an thành phố cũng tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố, sinh năm 1967, quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã tặng hoa chúc mừng tân Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an và tân Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, chúc mừng, tin tưởng với bản lĩnh công tác, kinh nghiệm thực tiễn trên cương vị mới, các đồng chí được điều động và bổ nhiệm đợt này sẽ tiếp tục phát huy năng lực cùng với tập thể Đảng ủy, Công an Trung ương, Ban Giám đốc Công an thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại tá Trần Đình Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ và Trung tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Giám đốc Công an thành phố đã giao nhiệm vụ trọng trách mới và hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.